Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm A. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, họ không hay biết gì. Cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Suy niệm vào giờ phút không ngờ. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vào giờ phút không ngờ. Không ngờ là một điều chợt đến bất ngờ. Có thể đó là tin vui, có thể đó là tin mà chúng ta không hề chờ đợi. Trong đời thường, ta cũng thường thốt lên với một sự ngạc nhiên trước những bất ngờ. Thí dụ: Trời, thật không ngờ một đội bóng đá tên tuổi như vậy mà thua một đội bóng vô danh tiểu tốt vì một sai lầm hết sức ngơ ngẩn. Thật không ngờ một gia đình trong hạnh phúc như vậy mà cuối cùng đã tan vỡ. Thật không ngờ một người thông minh và con nhà giàu có như anh ta lại có ngày tán gia bại sản và trở thành một người ăn mày như thế. Và ngược lại, có những tin vui không ngờ mà ta chưa một lần dám nghĩ đến. Thí dụ như: Thật không ngờ ông ấy xuất thân từ một gia đình nghèo nàn, lại là giống dân mà người ta từng khinh rẻ, lại có thể vươn lên địa vị tổng thống. Nhưng dù có thể ta rất ngạc nhiên trước một sự việc xảy ra, nhưng ta biết chắc rằng việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, vân vân. Với những người có niềm tin còn có nguyên nhân tâm linh, nguyên nhân chưa gặp thời, bồn ba chẳng qua thời vận, xa hơn một chút còn có số mệnh, tận nhân lực tri thiên mệnh, mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên. Người tính không bằng trời tính, vân vân. Như vậy rõ ràng dù đời có thể xảy ra chuyện không ngờ ra sao, ta vẫn phải luôn suy nghĩ và hành động tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Thái độ sống ấy phải tròn đầy bổn phận và trách nhiệm đối với cuộc đời. Ai sống trong cuộc đời cũng chuẩn bị cho mình những tình huống có thể xảy ra. Tận nhân lực để có cuộc sống hạnh phúc và đóng góp những điều hữu ích với cuộc đời. Đời không như là mơ, nhưng ta cũng không để đời giết chết mộng mơ. Không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, mọi dòng sông đều chảy. Dòng đời luôn trôi đi, ta đứng lại là lùi. Có giờ phút nào không ngờ lại có một việc xảy ra đã làm gục ngã đời ta không? Có thật ta hoàn toàn không lường trước được giờ phút không ngờ ấy, hay tại vì ta thiếu quan tâm, lơ đãng, tự tôn, tự ti, vân vân, cứ buông mình trôi theo dòng đời, phó mặc cho hên xuôi mây rủi, tìm cảm giác hạnh phúc trong sự cầu an. Ta tuy thức đó nhưng vẫn là người mê ngủ. Con người sẽ đến. Đời là một chuyến đi tìm hạnh phúc. Với người, với niềm tin Kitô giáo, hạnh phúc chính là được cứu rỗi nhờ đấng cứu thế. Có một bài hát mang tên "Và con tim đã vui trở lại" của nhạc sĩ Đức Huy. Lời lẽ rất phù hợp với ý tưởng suy ngẫm của chúng ta hôm nay. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai. Sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ước mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Và niềm vui đã dâng về người. Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và bây giờ ngày buồn đã qua, mọi lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại. Dẫu như tôi
phải đi qua vực sâu u tối. Tôi vẫn không sợ hãi gì, vì người gần bên tôi mãi. Chúng tôi xin phép mời các bạn dừng lại nơi đây đôi phút để thưởng thức nhạc phẩm Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của nhạc sĩ Đức Huy qua nghệ thuật trình bày của chính tác giả. Con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi.
Nhưng để có ngày vui, ngày con tim đã vui trở lại, ngày niềm tin đã dâng về người, ngày xóa tan màn đêm u tối, ngày người gần bên tôi mãi, ta không được ngủ mê mà phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức không chỉ là thức mà còn là tỉnh, tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt, bình tĩnh. Tỉnh ở trí óc chứ không chỉ là tỉnh ở thể xác, ở con mắt mở, ở con mắt sáng. Mắt sáng mà lòng tối thì có khác gì mù đâu. Mắt mở có thể là thấy đó mà không hiểu được gì sâu xa từ tim óc. Tỉnh thức kiểu mắt mở như vậy không phải là tỉnh táo, sáng suốt, nên không thể biết lo liệu phải làm gì và không nên làm gì, loại bỏ điều gì và nhận vào điều gì. Một ông chủ trang trại sống trong một vùng thường gặp nhiều giông bão vì quá bận rộn. Ông không thể đối phó với những cơn bão bất thường ập đến, gây thiệt hại nhiều cho trang trại. Ông quyết định tìm một người giúp việc, tiếp giúp ông lo gìn giữ và bảo vệ trang trại an toàn. Có một chàng trai được ông chọn về giúp việc một thời gian. Rồi vào một đêm kia, giông tố ập đến. Mưa to gió lớn đã từng gây thiệt hại cho ông chủ nhiều lần, nên ông chủ lo lắng và chạy xuống nhà kho, nơi có căn phòng dành riêng cho chàng trai giúp việc. Qua khung cửa, ông chủ nhìn thấy chàng trai đang ngủ ngon giấc. Ông nói như thét: "Này anh kia, sao không đi lo bảo vệ trang trại? Mưa to gió lớn đến cỡ này mà anh ngủ được ư?" Chàng trai bình thản đáp: "Thưa ông chủ, sao phải đợi đến lúc này mới bảo vệ? Ông chủ an tâm, tôi đã lo bảo vệ mọi thứ từ trước rồi." Quả nhiên, cơn bão lớn đã đi qua. Mọi thứ không giống như những cơn bão trước đây, không hề thiệt hại một thứ gì. Tất cả đều an toàn vì mọi thứ đã được lo bảo vệ từ trước. Màn đêm u tối của cuộc đời còn đó, dục vọng của lòng người còn đây. Cuộc sống thác loạn và đạo đức suy đồi đã nhấn chìm biết bao cuộc đời yếu đuối. Người ta cứ đua nhau chạy theo ảo ảnh, cuốn hút theo những trào lưu hưởng thụ hạ đẳng, thấp hèn. Dòng đời đen tối, chảy xiết như thác lũ, nào mấy ai đủ sức lội ngược dòng. Nên sức mạnh danh vọng bạc tiền cứ cuốn đi tất cả những gì buông xuôi theo nó. Sức mạnh đó có khi bùng dậy, có khi ngấm ngầm, thật đáng sợ. Thường tình thói đời cứ thấy bạc tiền
thì đuổi theo. Cứ thấy sang trọng thì rập theo khuôn đó. Có một lần Tổng thống Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự buổi tối tại Bạch Cung. Lo ngại cách ăn uống của mình có thể không phù hợp với cung cách ăn uống ở dinh thự tổng thống, những người khách quyết định cứ làm theo những gì tổng thống làm là được. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi món cà phê được mang lên. Vị tổng thống rót cà phê vào đĩa. Các vị khách cũng làm theo. Tổng thống Coolidge bỏ thêm đường và kem vào. Những người khách cũng làm y như vậy. Thế rồi Coolidge cúi xuống và đặt chiếc đĩa xuống sàn cho chú mèo của mình. Điều này khiến các vị khách vô cùng bối rối. Có người sẽ đến, Chúa sẽ đến, và đến vào giờ phút không ngờ. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vào giờ phút không ngờ nên ta phải sẵn sàng. Chính ta phải sẵn sàng chứ không phải là ai. Không tại vì thế này, không tại vì thế kia. Chính ta chịu trách nhiệm về suy nghĩ, việc làm, về chính cuộc đời của mình. Ta yếu đuối. Ta hiểu mình yếu đuối. Có thể trên bước đường đi nhiều lần ta gục ngã. Có Chúa đỡ nâng ta. Nhất định ta phải cố gắng đứng lên và tiếp tục đi. Đi mới bước ra khỏi vùng tăm tối và vào vùng ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa. Khi Abraham Lincoln ra ứng cử tổng thống, một vài người hỏi xem ông nghĩ gì về triển vọng được đắc cử. Với bản tính khôi hài, ông đáp: "Tôi không sợ ông Breckinridge, vì ông ấy là người miền Nam, nên miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta." Tôi cũng không sợ ông Douglas, vì miền Nam chống lại ông ấy. Nhưng có một người mà tôi rất sợ. Nếu tôi thất cử thì chính là lỗi ông ta. Ông ấy chính là Abraham Lincoln. Chính vào giờ phút không ngờ thì Chúa đến. Ta sẽ gặp được Chúa không? Ta có được tình yêu của Ngài chiếu sáng vào đời ta và ta hy vọng được ơn cứu rỗi không? Vào giờ phút không ngờ, nếu ta chưa sẵn sàng không tiếp đón được Ngài đứng cứu độ đời ta, thì chính là lỗi của ta. Lời nguyện.
Vào giờ phút không ngờ, con vẫn còn đợi chờ. Chúa biết con sẵn sàng, không quên Chúa bao giờ. Nhưng con như trẻ thơ giữa đêm đen trần thế, lầm tưởng đời như mơ, biết đâu đời dâu bể. Xin thêm sức cho con trong đêm dài tỉnh thức, tình yêu Ngài sáng rực, con vững dạ đợi chờ. Amen.